trọng kính cha xứ, cha phó, kính thưa quý thầy, quý dì và cộng đoàn. Tháng năm về, lòng mỗi người tín hữu nảy nô nức trong niềm vui được góp muôn cành cánh hoa đồng đội, đem về kính dâng mẹ. Vườn thiêng liêng giáo hội cũng nở lộ ngàn hoa, hoa mân côi, hoa hy sinh bác ái, hoa khiêm nhường nhịn nhục, hoa quảng đại thứ tha và hoa yêu thương phục vụ. Tất cả như đang tô điểm thêm ngai tòa quả mẹ. Và hôm nay thật vinh dự cho cộng đoàn giáo họ Sang Ti và giáo họ Nam Biên chúng con được đại diện cho giáo xứ dâng những bông hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng nhỏ bé của chúng con để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và bày tỏ lòng thảo hiếu của chúng con đối với mẹ. Chúng con xin dâng lên mẹ cuộc sống với bao vất vả lo toan, bao buồn phiền vui sướng khổ, bao lo âu sợ hãi và cả những khó khăn thử thách mà chúng con đang phải đối diện. Xin mẹ cầu thợ nguyện chúc giúp tòa Chúa cho quý cha, quý thầy, quý dì, quý viên chức và mọi thành phần trong giáo xứ chúng con luôn được bình an hạnh phúc, biết sống hiệp nhất yêu thương, để đời chúng con trở nên như những đóa hoa tươi tỏa hương thơm nhân đức, biết sống tin yêu khó thác trọn vẹn nơi Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân như mẹ. Giờ đây tâm tình nhỏ bé của chúng con như những đóa hoa tươi hòa quyện trong cung đàn du dương với những bài hát ca êm dịu, xin dâng lên mẹ. Xin cộng đồng chúng ta hợp ý với hồi hoa của giáo họ Lâm Biên dâng hoa kính Đức Mẹ. Thank you.
Bà đào gói tay kẻ thù.